đây 31 năm. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 đã đánh dấu một dấu ấn trọng đại trong lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngày mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, trong đó có Thánh Đa Minh Xuyên mà giáo xứ Sa Cát chúng ta vinh dự được là quê ngoại của Ngài. Và tương truyền thuở nhỏ Ngài đã từng sống tại quê hương Sa Cát chúng ta. Chúng ta nhìn lại lịch sử của Sa Cát, chúng ta nhận thấy công ơn của các vị tiền nhân trong việc hình thành và dựng xây giáo xứ quê nhà. Trong đó giáo Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên ghi một dấu ấn đậm nét. Được biết, thưa quý ông bà và anh chị em, sinh thời Thánh Đa Minh Xuyên là một người rất là thông minh và nhanh nhẹn. Ngài đã dâng mình cho Chúa trong ơn gọi của dòng anh em Thuyết Giáo, tức là dòng Đa Minh, và rồi Ngài làm linh mục. Chẳng bao giờ Ngài quản ngại trong việc phục vụ các tín hữu nơi mà Ngài được trao phó tới để phục vụ. Kể cả là khi bị bắt, Ngài cũng hướng lòng về giáo dân. Khi mà hay tin là giáo dân mang tiền đến chuộc Ngài về, Ngài đã nói thế này: anh chị em hãy để tiền lo cho giáo xứ thì hơn, đừng tốn tiền chuộc tôi làm gì vô ích. Anh chị em cứ về bình an, nhớ cầu nguyện cho tôi chịu sự khó cho nên. Và khi biết cha là quản lý của tòa giám mục, thì tổng đốc không những bắt cha bỏ đạo, bắt cha quá khóa, mà họ còn muốn khai thác cả tài sản của giáo phận. Quân lính đã dùng những cái cực hình rất là dã man để tra tấn thánh nhân. Ngài bị lấy sắt nung đỏ rồi dí vào da thịt, rồi Ngài bị cầm kìm, cái kìm kẹp vào trong từng thớ thịt trên thân thể của Ngài. Nhưng mà cho dù là chịu rất nhiều những cái hình thức tra tấn dã man thời đó, Ngài vẫn cứ can đảm và vẫn cứ trung tín. Ngài thẳng thắn và nói với quan: dù sống hay chết, tôi cũng sẽ không bỏ đạo. Tôi chọn cái chết để được sống đời đời hơn là nghe theo quan sống thêm ít lâu nữa mà muôn đời sẽ bị tiêu diệt. Ngài đã minh chứng một điều mà sách Khôn Ngoan đã dạy chúng ta trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe. Chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời thì cứ nghĩ là họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan một cái niềm hy vọng được trường sinh bất tử. Và quả thật, chúng ta chiêm ngưỡng lại cuộc đời của Thánh Đa Minh Xuyên, chúng ta thấy lời mà Thánh Phaolô dạy trong bài đọc thứ hai cho chính cuộc đời của Thánh Phaolô đã được minh chứng. Không gì có thể tách Thánh Đa Minh Xuyên ra khỏi tình yêu của Đức Kitô như là Thánh Phaolô đã quả quyết trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe. Và với niềm tin cũng như là nhân đức, đặc biệt là sự can đảm của Ngài, ngày 26 tháng 11 năm 1839, Ngài được nhiễm phúc lãnh Triều Thiên Tử Đạo với 53 tuổi đời và 20 năm phục vụ trong thánh chức linh mục.
Đức Leo thứ 13 đã suy tôn Thánh Đa Minh Xuyên lên hàng chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và rồi ngày 19 tháng 6 năm 1988, cùng với 116 vị tử đạo Việt Nam khác nữa, Ngài đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn lên bậc hiển thánh. Một vị thánh mà không chỉ người Việt Nam chúng ta, không chỉ là những người xa cát, mà trên toàn thế giới phải ngưỡng mộ về sự can trường làm chứng cho đức tin bằng chính mạng sống của Ngài. Thưa cộng đoàn, Thánh Đa Minh Xuyên cũng chính là vị thánh được cộng đoàn xa quê xa cát tại miền Nam này chọn làm thánh bổn mạng. Và ngày hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng mừng lễ Thánh Quan Thầy của hội chúng ta. Ngày truyền thống họp mặt của cộng đoàn chúng ta hôm nay, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cách riêng là chúng ta tôn vinh Thánh bổn mạng, cũng là thánh quý hương của chúng ta. Đây không chỉ là dịp để chúng ta suy tôn các ngài, mà đây còn là dịp để chúng ta hội ngộ. Cộng đoàn chúng ta đây, mỗi người, mỗi nghề nghiệp, và đến từ mỗi nơi chốn khác nhau, từ miền Đông đến miền Tây, từ Sài Gòn rồi Đồng Nai, Ban Mê Thuột, vân vân. Mỗi người trong chúng ta là một nghề nghiệp, mỗi người một công việc và một vai trò khác nhau trong giáo hội cũng như trong xã hội. Nhưng mà dù có là ai, dù có làm gì, giàu hay nghèo, thì chúng ta cũng có một điểm chung, đó là chúng ta hãnh diện, bởi vì chúng ta là con cháu của Thánh Tử Đạo, Thánh Đa Minh Xuyên. Nếu mà lời của ông Tertulliano, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh đức tin người Công Giáo là đúng, thì thưa quý bà và anh chị em, tất cả chúng ta đây, những người con của giáo xứ Sa Cát, đều là con cái của Thánh Tử Đạo Đa Minh Xuyên trong đức tin. Vì thế ngày hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, chúng ta quy tụ nhau nơi đây không chỉ là để tay mắt mặt mừng mỗi năm chúng ta tụ họp một lần, mà chúng ta quy tụ nhau nơi đây còn là để tôn vinh không chỉ là Thánh Đa Minh Xuyên, nhưng còn là các thánh tử đạo Việt Nam. Đây cũng là dịp, thưa quý bà và anh chị em, để chúng ta cùng ôn cố và tri tân. Ôn cố tức là chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta nhìn lại quá khứ hào hùng của quê hương chúng ta. Chúng ta nhìn lại quá khứ hào hùng của cha Thánh Đa Minh Xuyên, và từ đó chúng ta dựa vào truyền thống của quê hương xứ sở, chúng ta dựa vào sự can trường của Thánh Đa Minh Xuyên để chúng ta tri tân, tức là chúng ta làm mới chính mình. Với hơn 350 năm đón nhận đức tin và hơn 300 năm thành lập giáo xứ, quả thật, thưa quý bà và anh chị em, Sa Cát có một bề dày truyền thống. Chúng ta có thánh tử đạo quý hương, một điều mà rất nhiều giáo xứ khác mơ cũng chẳng được. Anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người con gốc Sa Cát đang sinh sống và làm việc ở nơi đây, chúng ta rời bỏ quê hương, chúng ta ra đi để chúng ta mang trong mình khát vọng xây đời và dựng nghiệp. Chúng ta đã làm được gì cho quê hương xứ sở? Chúng ta đã làm được gì để cho cái truyền thống của quê hương chúng ta càng ngày càng dày và càng phong phú hơn? Chúng ta đã sống đạo thế nào để cho xứng đáng
là con cháu của các thánh tử đạo. Thưa quý bảo anh chị em, ngày hôm nay dịp gặp gỡ như thế này là một cái cơ hội thuận tiện để chúng ta nhìn đời và chúng ta nhìn mình. Xa quê hương xứ sở, chúng ta mang trong mình một cái khát vọng xây đời. Chúng ta vác trên vai hai tiếng xa cát quê hương với một cái lịch sử hào hùng cả về khía cạnh xã hội lẫn chiều kích đức tin. Nhiều người trong chúng ta cũng đã làm được không ít thì nhiều những điều làm rạng danh quê hương xứ sở. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người, nhiều sự việc và nhiều vấn đề làm cho chúng ta phải khắc khoải về hai tiếng quê hương khi công chưa thành và danh của chúng ta chưa toại. Nhất là rất nhiều bản sắc của quê hương đã bị chúng ta làm cho phai nhạt đi ngang qua cách sống của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, thưa quý bà và anh chị em, cái sự thay đổi của nhịp sống hôm nay tại đất khách quê người này, cả khía cạnh đạo lẫn khía cạnh đời, cái sự thay đổi này làm cho tôi nhớ tới nhà thơ Nguyễn Bính. Có lẽ Nguyễn Bính đã cảm nghiệm rất là sâu sắc cái sự thay đổi của cuộc sống khi mà cách đây gần một thế kỷ, năm 1940, Nguyễn Bính đã thai nghén và cho ra đời một trong những bài thơ rất nổi tiếng và bây giờ người ta đã phổ nhạc và rất nhiều nơi đã và đang còn hát lên. Đó là bài thơ Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, gặp em ở chỗ con đê đầu làng, khăn thêu quần lính rộn ràng, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Không biết cộng đoàn có ai hát được bài này không? Cộng đoàn chúng ta biết bài này phải không? Có ai hát được bài này không ạ? Bài thơ Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Một cái lời than vãn, một cái lời trách móc. Và ông tiếp tục: nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quà, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Nguyễn Bính vào vai của một chàng thanh niên đón đợi người yêu trở về. Và khi mà người yêu lên tỉnh thành trở về, người yêu thay đổi, thay đổi về y phục. Lúc đấy, thưa quý bà anh chị em, cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quà, rồi cái dây lưng đuối, rồi cái yếm lụa sồi, nó mới là cái trang phục của con người lúc bấy giờ. Cho nên là khi mà người yêu của chàng trai lên đô thành trở về thay đổi, thì Nguyễn Bính đã than như vậy. Tức là Nguyễn Bính nói nhiều về cái sự thay đổi của con người, của một cô gái cụ thể, rồi nói về sự thay đổi của con người lúc bấy giờ qua cái sự thay đổi về y phục. Còn thực tế hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, cái nguy hiểm là chúng ta thay đổi rất nhiều thứ, rất nhiều thứ. Thay đổi cả về lối sống, thay đổi cả về cách cung cách sống đạo, về cách nghĩ, về mọi rất nhiều thứ thay đổi. Chúng ta thấy là rất nhiều bạn trẻ hôm nay cố tình làm rách quần, rách áo. Có nhiều người cố tình rách cả những chỗ đáng lẽ phải cần được che. Rồi ngày hôm nay
chúng ta con người, rất nhiều người không chỉ thay đổi về y phục, kể cả đời sống đạo đức, thuần phong mỹ tục, rất nhiều những giá trị tốt đẹp của tổ tiên, của cha ông, của quê hương xứ sở, làm cho chúng ta, chính chúng ta làm cho những cái giá trị ấy trở nên lạc hậu và lỗi thời. Thậm chí đạo nhiều khi cũng trở thành một thứ xa xỉ trong suy nghĩ và trong cung cách sống của một số người. Cho nên là người ta hay nói có nhiều nơi là bây giờ họ thích ăn kem trước cổng. Ăn kem trước cổng tức là ăn cơm trước cảng á. Rất nhiều người bây giờ thích cái đó hơn là đề cao những cái giá trị của hôn nhân, vân vân. Nhiều khi, nhiều nơi đạo không còn phải là lý tưởng của cuộc sống. Chúa không còn phải là trung tâm của cuộc đời nhiều người. Rồi cái điện thoại kết nối 3G, 4G mới là vật bất ly thân, chứ không phải là nhà thờ, thánh lễ hay đạo đức mới là những thứ đi liền với cuộc sống của con người. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, rất nhiều người đã thốt lên cái lời mà gần 100 năm trước Nguyễn Bính đã thốt lên là hương đồng gió nổi bay đi hết rồi, chứ không phải ít nhiều nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta xác định mình là con cháu của các thánh tử đạo, mà cụ thể là của thánh Đa Minh Xuyên, thì chúng ta cần phải ý thức điều này. Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Thánh Đa Minh Xuyên làm thánh được, tại sao tôi không? Ông nọ bà kia làm thánh được, tại sao tôi không thể làm thánh? Đó chính là thao thức của thánh Augustino. Và ngài đã quyết tâm làm thánh thật, và ngài đã trở thành thánh, một vị thánh tiến sĩ của giáo hội, mà từ thời của ngài cho đến bây giờ giáo hội vẫn cứ chiêm ngưỡng. Và đó cũng phải là thao thức của mỗi người chúng ta. Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Chúng ta nhìn vào gương sống của thánh Đa Minh Xuyên, và khi mà tôi nhìn vào mẫu gương của ngài qua những trang sử, tôi lại nhớ tới cái lời đoan nguyện của Tobia nói với Sarah. Buổi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng chúng ta là con cháu của các thánh, và chúng ta không thể kết bạn như người đời, những người không nhận biết Thiên Chúa. Cũng vậy, là con cháu của thánh Đa Minh Xuyên, chúng ta cũng không thể sống như người đời. Thánh nhân đã chứng minh quê hương Sa Cát của chúng ta là một vùng đất địa linh nhân kiệt, như người đời vẫn nói. Trước đây là địa linh, và bây giờ chắc chắn cũng là địa linh. Nên tôi hy vọng là những người con dân Sa Cát chúng ta, dù là đang sống ở quê nhà hay là những người đi làm ăn tha phương nơi khắp mọi nơi khu vực miền Nam như chúng ta, chúng ta cũng học theo gương của thánh Đa Minh Xuyên. Ngài là nhân kiệt, và chính chúng ta cũng phải là những nhân kiệt nữa. Nếu quê hương chúng ta không phải là địa linh thì sẽ không bao giờ sản sinh ra cho cuộc đời, cho giáo hội một nhân kiệt là một vị thánh tử đạo mà cả thế giới ngưỡng mộ. Thánh Đa Minh Xuyên đã chứng minh quê hương, quê nhà là địa linh. Thế thì bây giờ chính chúng ta cũng đang nắm trong tay những cái cơ hội để chứng minh rằng, để chúng ta tiếp tục chứng tỏ rằng quê hương chúng ta là địa linh. Và cái cơ hội này, cái cơ hội trở thành những nhân kiệt đang nằm trong tay chúng ta, dù chúng ta có là ai, dù chúng ta có làm gì. Thưa quý bà và anh chị em, muốn trở thành những nhân kiệt, chúng ta đừng bằng lòng với một lối sống
Đừng bằng lòng với một cuộc đời Kitô hữu soàng dĩnh giống như lời mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi và đã dạy. Dù chúng ta đang sống ở xa quê hương xứ sở, chúng ta đang một chốn đôi quê đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần phải là nhắc nhớ nhau. Quê hương xứ sở chúng ta đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta đây viết nên những trang sử mới. Là con cháu của các thánh, chúng ta đừng sống như người đời. Hãy chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, hãy chạy hết chặng đường và hãy giữ vững niềm tin như lời dạy của Thánh Phaolô. Ngài đã dạy và chính Ngài đã sống. Ước mong rằng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh Xuyên, vì Cha Thánh, Thánh bổn mạng của chúng ta, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta giữ mãi được cái chất sa cát tại mọi phương trời mà chúng ta đặt chân tới, để chúng ta luôn luôn vững tâm bền chí trước sau, hành trang tràng chuỗi trước sau không sờn như Thánh Đa Minh Xuyên đã sống. Để vùng đất sa cát của chúng ta mãi mãi xứng đáng là địa linh, để chúng ta xứng đáng tiếp tục là hậu sinh khả úy, là con nhà Tông không giống lông cũng sẽ phải giống cánh. Một lần nữa xin chúc mừng lễ quan thầy của chúng ta và cầu chúc tất cả mỗi người chúng ta luôn noi gương thánh nhân, sống chứng tá đức tin và mọi khía cạnh khác nơi mỗi phương trời mà chúng ta đang sống. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.